Xô xát tại thủy điện Mây Hồ, Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xử lý theo thẩm quyền liên quan đến vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa. Sáng ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc về việc chỉ đạo xử lý vụ việc xô xát tại thủy điện Mây Hồ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Sapa và các đơn vị liên quan đến vụ việc tụ tập đông người, xô xát xảy ra tại thôn Lù Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn ngày 14 tháng 3, đồng thời xem xét nguyên nhân vụ việc và các vấn đề liên quan, xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16 tháng 3, lãnh đạo tỉnh Lào Cai giao Ủy ban nhân dân thị xã Sapa tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả chữa trị cho những người bị thương, xử lý kiến nghị của người dân, chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời phối hợp với các sở xử lý vụ việc phát sinh theo quy định. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 3, tại thôn Lù Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn xảy ra vụ xô xát gây thương tích giữa người dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với nhóm người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số hộ dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ, do trong phạm vi thi công dự án còn 3 hộ dân chưa thống nhất với chủ đầu tư về yêu cầu mức hỗ trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin thêm, một số người dân đã ngăn hoạt động thi công và xảy ra xô xát với nhóm người của công ty này, dẫn đến 8 người bị thương, gồm người dân và công nhân của đơn vị thi công dự án.